Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trên tay tôi là giấy mời. Lại một cuộc triển lãm nữa. Và đây là một cái cuộc triển lãm ở khá xa Hà Nội. Đó chính là ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thì đây là một cái sân chơi, một cái cuộc chơi mà bạn của tôi là Hồ Thắng, câu lạc bộ bonsai Quỳnh Ngọc thì cũng rất là quyết tâm, mặc dù là cái mùa hè này thì biết chắc chắn là cái cuộc trưng bày, một cuộc triển lãm diễn ra thì sẽ rất là vất vả cho tất cả mọi người, rồi cũng có thể là rủi ro nhiều. Tuy nhiên rằng là anh em cũng đã rất là quyết tâm, thật sự là như vậy. Và ngày hôm qua thì khi mà tôi di chuyển vào trong Nghệ An để khảo sát mặt bằng và lên cái phương án cũng như là cái kế hoạch để mà mời các tác phẩm và trưng bày, trang trí để làm sao một cái cuộc triển lãm nó đạt được cái chất lượng cao nhất. Thì vào đó là thấy trời nó rất là nắng, mà thấy rằng là anh em quyết tâm làm vào thời điểm này thì thật sự đây là một cái điều mà rất là đáng trân trọng. Thì đây là một trong những cái chương trình mà bạn ấy Hồ Thắng cũng đã rất là tâm huyết, và trong thời gian rất dài thì cũng đã ấp ủ là muốn thực hiện cái cuộc triển lãm như thế này. Nhân dịp đó thì khai trương và cùng là tổ chức triển lãm luôn. Bây giờ thì tôi đang có mặt tại vườn của bạn Quốc Anh, và anh em thì đang cùng thảo luận để xem là chọn những tác phẩm nào mang về Nghệ An để trưng bày cho tất cả quý vị, các bạn, anh em xa gần về Quỳnh Lưu, Nghệ An để thưởng lãm. Và thì đây là những cái giấy mời. Xin mời các anh ạ. Xin mời anh Quốc Anh và anh Hồ Thắng ạ. Vâng. Xin chào ban lãnh đạo của câu lạc bộ bonsai Quỳnh Ngọc ạ. Đây, chúng ta có thể thấy là nụ cười rất là tươi của anh Quốc Anh, thì có nghĩa là anh ấy đã rất là sẵn sàng và rất ủng hộ, đúng không? Rất là thẳng, nhiệt huyết. Đang suy nghĩ bản thủ. Thẳng chỉ bán cho Quốc Anh. Không, ta đang bán thẳng cho ban tổ chức. Ta đang bán thẳng cho ban tổ chức. Thẳng chỉ bán thắng. Dịch được đúng chưa? Đấy, bán thắng. Rồi đây, nhiệm vụ của hai bạn. Với bạn và hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Ok, được rồi. Tôi sẽ nhận lời bạn mang tác phẩm này đi là điều đầu tiên. Chứ còn sau đó là đây còn vài tác phẩm nữa tôi sẽ mang thêm. À thế à, thế thì mời tiếp cái này nữa. Mời bạn. Thôi không phải đâu. Cái này luôn. Ở nhà mình mà. Ở nhà mình à. Kia nữa kìa. An toàn, cẩn thận. Kia nữa. Cẩn thận đi. Rồi ok. Cẩn thận. Cảm ơn bạn nhiều. Cẩn thận đi. Kia kia, đi ra đằng sau cái kia này. Tôi hy vọng có một ngày đẹp trời mà tôi có thể mang cả cái vườn này ra cho bạn. Mời bạn. Ok. Đây. Cây này không đi thì đi đâu? Thì cây nào? Không đi thì cây nào? Vào đúng thời điểm xanh quê, coi như là đang được mọi người quan tâm, đang ngót. Cảm ơn bạn. Cái còi còi này mà các bạn còn chọn thì tôi thấy các bạn dễ dãi quá đấy. Dễ dãi quá à? À, cũng được đấy nhỉ. Thế là như thế này, nhưng mà Đông Anh mà đi mời cây mà không dễ này đâu. À thế à? Lắm. Kén lắm à? Kén ở này á? Kén. Thế còn con bắt từ Long thì thế nào? Được rồi, thôi cứ ấy đi. Cứ nhận lời. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nhân tiện đây thì hỏi bạn Quốc Anh vài câu. Hôm qua thì tôi và bạn cũng đi vào trong bạn Hồ Thắng và anh em Quỳnh Lưu cũng khảo sát mặt bằng và thấy rằng thời tiết rất nóng, và bạn đánh giá như thế nào ở cái sự quyết tâm mà của anh em Nghệ An trong cái kỳ cuộc này? Trước tiên thì tôi thấy rằng là anh em rất nỗ lực và tâm huyết, nhưng có một chi tiết để mà cho anh em mình mang cây vào trong đấy là hạn chế cắt sạch lá. Chỉ cần sạch đẹp ở phần năm xi bông vẫn nguyên lá là được, còn mọi thứ là ổn. Tôi thấy như thế là một sân chơi đang diễn ra và làm rất là tốt rồi. Anh em cứ tin tưởng mà để giao nhiệm vụ cho bạn ấy, cây là không phải lo một cái gì. Tư tưởng tôi thì như thế. Với cái tinh thần của bạn thì bạn sẽ ủng hộ như thế nào? Tôi có thể làm được những gì có thể tốt nhất cho bạn ấy và cho anh em cây cảnh của Quỳnh Lưu, Nghệ An. Thế thì theo bạn là cái việc mà bạn Thắng tổ chức cái cuộc trưng bày triển lãm lần này thì nó có cái tầm quan trọng như thế nào? Thực ra thì nó sẽ có ý nghĩa cho cả khu vực Nghệ An, bởi vì là nếu theo tôi được biết thì toàn những cái đơn vị tổ chức theo kiểu nhỏ lẻ và vừa phải, thì trận này tương đối lớn,
Và nếu được anh em làng cây ủng hộ thì những cây chất lượng thì sẽ làm cho cả một cái khu vực đó nó có tầm ảnh hưởng hoặc là cả thị trường chung rất là tốt. Tôi nghĩ là như vậy. Ok. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Như quý vị các bạn thấy là bạn Quốc Anh thì cũng giống như tôi và một số anh em nữa. Cũng rất là mong muốn rằng là cộng đồng làng cây, tất cả mọi người cùng ủng hộ cho anh em Nghệ An để có một cái cuộc chơi xứng tầm. Cũng đúng như là cái ao ước và mong muốn của bạn Hồ Thắng, đúng không ạ? Thì bây giờ quý vị có thể thưởng lãm một số các cái tác phẩm nhân tiện ở đây của trong vườn để thấy rằng là những cái tác phẩm có thể sẽ mang đi trưng bày tại sân chơi Quỳnh Lưu Nghệ An lần này. Đấy. Tác phẩm này thì rất là nhiều người biết rồi, đúng không ạ? Tác phẩm Long Đàn Phượng Vũ. Và thời điểm này thì nó đang lô nhô một chút thôi, nhưng mà nếu mà đi chơi chỉ cần bấm nhẹ một cái là nó đẹp ngay. Đây là một tác phẩm rất là quý, nếu mà xuất hiện tại Nghệ An thì có lẽ nó cũng là một cái điều gì đặc biệt luôn của đặc biệt, đúng không? Đấy. Và bên này thì là cái tác phẩm Giang Chi Bản Thụ. Đây cũng là một trong những cái tác phẩm mà được đánh giá rất là cao luôn trong thời gian vừa qua. Và có lẽ là một trong những tác phẩm mà đẹp tuyệt vời. Thật sự là nó không ngẫu nhiên mà đã được nhiều người quan tâm như thế, và nhiều người đánh giá cao như thế. Thì chắc chắn là cái thần thái của nó, cái bóng dáng của nó, rồi cái chất lượng của nó sẽ cực kỳ cao, đúng không quý vị? À, bây giờ thì chúng ta sẽ vào đây để xem cái tác phẩm này thì tôi không biết là 10 ngày nữa thì cái lá nó đã đủ già chưa. Nhưng mà nếu mà nó non như thế này thì đi nó cũng hơi ngại một chút, bởi vì cái lá nó còn yếu. Như này mà chạy đường dài mà tận vào trong Nghệ An hơn 3 tiếng thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến lá. Thì tôi hy vọng là trong 10 ngày nữa thì lá nó sẽ cứng hơn. Đây là tác phẩm Tam Long Vũ Thủy. Đây là một tác phẩm mà tại sao mà khi mà tôi vào tôi cũng rất là muốn bạn Quốc Anh mang cái tác phẩm này đi, bởi vì nó thật sự là một cái tác phẩm tuyệt đẹp. Đẹp như một bức tranh vẽ mà không thể nào mà một họa sĩ nào có thể vẽ được đẹp như thế này. Tác phẩm này có tên là Thiên Xanh Cổ Tự, nó một cái cây xanh quê thôi. Nhưng mà chất lá thì cực đẹp, dăm rất dày, đúng không quý vị? Nếu mà quan sát đây, cây này rất là tuyệt vời, là vừa đè ép lại được bộ dăm bông chi cành đang rất là phẳng, rất là mịn, rất là đẹp ở trong cái không gian ở trong cái thời điểm này. Và cây này thì nó quá già quá đẹp rồi, như quý vị các bạn nhìn sẽ thấy. Còn nếu mà chi tiết thì xin mời quý vị các bạn cùng về Quỳnh Lưu Nghệ An để tham dự cái chương trình trưng bày triển lãm cùng với lại anh em Nghệ An và thưởng lãm các tác phẩm của bạn Quốc Anh và của rất nhiều các nhà vườn khác. Đấy, thì tôi không biết là bạn Quốc Anh sẽ mang cái tác phẩm này đi không, có mang đi không? Cân đối bởi vì đang nhưng mà có đang dây dợ. Đấy không. Vâng. Là vì bây giờ bán cây người ta tính luôn cả cái tăng đơ rồi. Tác phẩm này Bát Tử Kỳ Long cũng là một tác phẩm rất là quý. Nếu mà bạn Quốc Anh mà mang đi nữa thì cái sân chơi Nghệ An thì kinh khủng lắm. Đấy. Ở trong này thì là những cái cây phôi này, những cây phôi cũng rất là đẹp. Cây này vừa mới cắt xong đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đấy, đây một cái cốt xanh năm điền trực cực đỉnh luôn. Hôm trước thì sang quay nó còn đang khá là rậm, và hôm nay cắt ra này nhìn quá phê. Thật sự là một cái cây quý đẳng cấp luôn. Quý vị có muốn mang cái cây này đi Nghệ An để cho mọi người xem không ạ? Đấy. Mang cái phôi đi thôi nhưng mà nó cũng đã kinh điển. Cái phôi quá ghê gớm. Đấy thì trong này thì còn rất là nhiều cây thì mọi người cũng đã xem rồi, đúng không ạ? Đã xem rồi và ngày hôm nay thì tôi cũng không cần phải quay lại nữa. Đây là một cái sân chơi rất là tuyệt vời, và chúng tôi ngày hôm nay thì mới là cái ngày đi mời thứ hai. Hôm qua từ Nghệ An chạy thẳng về Hà Nội cái là đi mời luôn được 3 nhà vườn, và ngày hôm nay thì bắt đầu cái hành trình đi mời. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Hoàng Lịch Thiệp, và hãy ủng hộ và theo dõi cái hành trình mà chúng tôi đi mời các tác phẩm mà tham dự cái triển lãm Quỳnh Lưu Nghệ An. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo, nhớ ủng hộ nhé. Các bác nào mà có tác phẩm thì đăng ký với Hoàng Lịch Thiệp hoặc là anh em Nghệ An nhé.